Cho nên tạo tượng có thể tiêu trừ trọng tội sanh tử Trong ba đời tám mươi ức kiếp Chỉ trừ được một bộ phận nghiệp Chúng ta đã tạo trong vô lượng kiếp đến nay Những điều này đều là đứng về mặt sự mà nói Về sự Tám mươi ức kiếp cũng nói về sự nếu như niệm của tâm chuyển trở lại vậy thì toàn bộ đã chuyển rồi ở sự quá phật ở tâm không quá phật phật ở tâm là gì phật ở tâm là giới định tuệ Có hay không? Chúng ta học Phật Ngay đầu tiên Tiếp nhận lễ quy y trong Phật Pháp Thọ Tam Quy Y Truyền Thọ Tam Quy Y Chính là trong tâm có Phật Có cái gì? Có giá chánh tịnh Đó là Phật Pháp Tăng Giác là Phật Chánh là Pháp Tịnh là tăng Chúng ta thỏ rồi Thỏ rồi nhưng không có Không làm được Chánh giá tịnh chúng ta đều biết Nhưng khởi tâm động niệm Nói năng tạo tác Từ sáng đến tối Vẫn là mê tà nhiễm Không có tác dụng gì Từ lý mà nói Thì càng rõ ràng hơn Nói về lý buông xả Khởi tâm động niệm Buông bỏ vọng tưởng chấp trước Liên thanh phớ Chúng ta đều bị Nhưng không buông được Quý vị xem Trong kinh nói rất nhiều Buông bỏ chấp trước Liên thành A La Hán buông bỏ phân biệt liên thành Bồ Tát buông bỏ khởi tâm động niệm quý vị Liên thành Phật. Như vậy diệt trừ một cách viên mãn tất cả những tội nghiệp sanh tử trong ba đời. Không phải là diệt trừ từng bộ phận Tả mười ức kiếp là một bộ phận nhỏ cục bộ quý vị sẽ diệt được hoàn toàn nói với quý vị thật như vậy chỉ cần buông xuống liền thành phật chỉ cần chúng ta khởi tâm động niệm nói năng tạo tác tương ưng với giác chánh tịnh thì quý vị thật sự có phật rồi phiền não tập khí của quý vị tự nhiên không còn nữa điều này không thể không biết